Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở huyện Vân Hồ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trang cơ sở hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự ngắn Hợp vốn, hợp sức thúc đẩy du lịch phát triển. Cuối chương trình là phóng sự Đổi tay từ thực hiện năm có năm không trong đồng bào dân tộc Mông ở Vân Hồ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải củng cố hợp tác xã cho tốt, muốn hợp tác xã tốt phải nâng cao tinh thần làm chủ xóm làng, làm chủ hợp tác xã, làm chủ đất nước của nhân dân. Thời gian qua, các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp, Du lịch và Dịch vụ xã Triềng Khoa, huyện Vân Hồ đã cùng nhau hợp sức, hợp vốn để phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Những ngày hè oi ả, du khách tìm đến thác Nàng Tiên, xã Triềng Khoa để tận hưởng không khí trong lành, đắm mình dưới làn nước mát lạnh và thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị của núi rừng Tây Bắc. Đây là điểm dừng chân mới mẻ, hấp dẫn trong chuyến hành trình đến với Vân Hồ. Khi đến đây nhìn thấy dòng suối này, nhìn thấy cái không gian, nhìn thấy mọi thứ ở đây, cảm thấy như là kiểu như là mình muốn vỡ tan trong cái mùa hè này luôn ấy. Và đặc biệt nữa khi mà với cái bụng nói meo này bước chân vào đây thì tôi thấy gần như là được lấp đầy cái bụng trống của mình từng món ăn phong cách của người Tây Bắc. Nói chung là mọi thứ hôm nay tôi cảm thấy rất là ok và rất là vui với cả cái trip với cái chuyến đi như này. Tận dụng tiềm năng lợi thế và những sản phẩm sẵn có của địa phương, năm 2019, 16 thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ xã Triềng Khoa đã mạnh dạn cùng nhau góp vốn, phát triển loại hình tham quan, trải nghiệm gắn với bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước thu hút khách du lịch đến với Triềng Khoa, tạo sinh kế cho người dân. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hợp tác xã Nông nghiệp Du lịch Dịch vụ Triềng Khoa chúng tôi tôn tạo cái thác Nàng Tiên thành một điểm vui chơi quảng bá hình ảnh của huyện Vân Hồ và sẽ làm sao để tạo thu nhập ổn định nhất cho bà con người dân trong bản. Trong năm 2022 thì chúng tôi cũng đón nhận hơn 15.000 lượt khách, tạo thu nhập cho tất cả các thành viên và tạo ra một hình dịch vụ cho các bà con ở xung quanh được tiếp cận về nền kinh tế về dịch vụ mới. Hai năm trở lại đây là sau dịch là du lịch ở đây là có tiềm năng là rất phát triển. Du khách là mỗi năm một tăng lên ạ. Tôi là người dân ở đây thì cũng có nông sản như rau củ quả hoặc là con gà con vịt thì cũng tiếp cho du khách có nhu cầu là chúng tôi sẽ xuống bán ở đây. Thế vận chuyển khách xe ôm từ đường cái xuống đây bởi vì địa hình nó phức tạp, xe ô tô chưa vào được đây. Trung bình thì cũng chở khoảng 10 đến 15 người. Thì mỗi ngày cũng đem lại thu nhập cho người dân ở bản đây từ 150 đến hơn khoảng 250 ạ. Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã Nông nghiệp Du lịch và Dịch vụ Triềng Khoa đã phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ như trang phục, ẩm thực, đường lên xuống thác, đáp ứng nhu cầu của khách tham quan và dần ổn định, được chính quyền địa phương đánh giá là một trong những mô hình hiệu quả. Năm 2022, doanh thu từ hoạt động du lịch của hợp tác xã đạt gần 800 triệu đồng. Tôi cũng là thành viên của trong hợp tác xã thì cái mức thu nhập của hợp tác xã thì ổn định hơn trước rất là nhiều, có tiền để nuôi con cái ăn học này và sửa sang được nhà cửa, đấy, đảm bảo cho cuộc sống của gia đình. Những năm qua để duy trì và phát triển, hợp tác xã đã khai thác có hiệu quả các cái tiềm năng thế mạnh của xã, của bản để tập trung phát triển nông nghiệp gắn với du lịch và dịch vụ. Ngoài ra thì hợp tác xã còn tạo cái công ăn việc làm cho các hộ gia đình trên địa bàn của xã, của bản và đặc biệt là cái bản Nà Chá để giúp người dân tiêu thụ các cái mặt hàng nông sản, các cái sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn. Phát triển du lịch gắn với giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, nâng cao đời sống nhân dân địa phương và góp phần xây dựng nông thôn mới. Đó là những việc làm tâm huyết, sáng tạo của Hợp tác xã Nông nghiệp, Du lịch và Dịch vụ Triềng Khoa trong Học và Làm theo Bác. Và tin rằng trong tương lai gần, Thác Nàng Tiên sẽ trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn dành cho du khách, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến,
Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung bản cam kết 5 có 5 không, đời sống đồng bào dân tộc Mông huyện Vân Hồ đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về tư tưởng, nhận thức và hành động. Những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp được giữ gìn và phát triển, nhiều hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ. Người dân đã biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, diện mạo nông thôn mới từng ngày khởi sắc. Đồng bào dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn huyện Vân Hồ có 15 dòng họ với 3.548 hộ, 18.064 nhân khẩu, chiếm trên 23% dân số toàn huyện, sinh sống tập trung tại 5 xã Vân Hồ, Lóng Luông, Suối Bảng, Tân Xuân, Trường Xuân. Ngay khi chỉ thị số 45 ngày 23 tháng 9 năm 1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch số 129 của tỉnh ủy Sơn La được ban hành, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, quán triệt triển khai nội dung cam kết 5 có 5 không đến đồng bào dân tộc, giúp bà con nhận thức rõ tầm quan trọng của bản cam kết và thực hiện một cách có hiệu quả. Là một trong những bản có trên 80% là người dân tộc Mông sinh sống, bản Hua Tạt xã Vân Hồ có 4 dòng họ, 171 hộ, 783 nhân khẩu. Việc triển khai thực hiện cam kết 5 có 5 không như luồng gió mới làm thay đổi đời sống của đồng bào. Việc thực hiện cái năm cam kết mà có năng không thì nhân dân cũng phối kết hợp với lại phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương của bản, và trong những năm qua thì nhân dân trong bản đã chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng mà cây ăn quả và chuyển đổi một số cây không có hiệu quả kinh tế cao sang trồng cây ngắn ngày, cây dâu, cây màu để bán cho buôn bán cho thương lái, và cũng có một số hộ đã đạt hiệu quả kinh tế cao. Ví dụ như hộ trắng cao, trắng hờ thì một năm là có thu nhập là trên 500 triệu đồng. Và có những hộ làm hộp sữa tây đạt hiệu quả rất là cao, có rất nhiều du khách đến từ nhiều hộ nhà A Chu. Và từ đó thì chúng tôi rất mong muốn rằng cái cam kết năm có năng không được thực hiện sâu rộng hơn trong đồng bào dân tộc Mông chúng tôi. Những tín ngưỡng văn hóa độc đáo được đồng bào dân tộc Mông tiếp tục duy trì và phát triển. Nhiều hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang đã từng bước được xóa bỏ, đảm bảo tiết kiệm, văn minh, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình, hướng ước quy ước của địa phương. Trẻ em trong độ tuổi đến trường được học hành đầy đủ, không phân biệt là trai, gái, trình độ dân trí ngày càng được nâng lên. Số học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ngày một tăng, nhiều con em đã và đang theo học ở các trường cao đẳng, đại học trong cả nước. Thì đối với bản thân và gia đình thì từ năm đấy thì cũng thực hiện rất là tốt về cái chỗ là năng có năng không. Con gái thì cũng học xong cao đẳng. Năm 24 tuổi con gái mới lấy chồng. Và con trai thì cũng học xong cấp 3 này đi nghĩa vụ. Tức là 29 tuổi mới lấy vợ. Thì hiện tại là 5-6 đứa cháu đang học đại học. Còn là 3 đứa cháu đang học về du lịch. Có đứa cháu thì cũng học đại học y. Có nhiều cháu thì học về ngành giáo viên để phục vụ cho xã hội. Trong phát triển kinh tế, bà con đồng bào dân tộc Mông đã có sự thay đổi vượt bậc. Tập quán canh tác sản xuất lạc hậu đã từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng vụ. Đặc biệt, thực hiện chủ trương chuyển đổi cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả trên đất dốc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm đã và đang được nhân rộng. Điển hình như xã Lóng Luông, địa phương có trên 464 hectare cây ăn quả, trong đó có 200 hectare cây đào bản địa, chăn nuôi trên 6.000 con gia súc với thu nhập từ 100 đến 600 triệu đồng trên hộ trên năm. Không chỉ biết phát huy những lợi thế về điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, người Mông ở Lóng Luông còn phát triển kinh doanh thổ cẩm, trang phục dân tộc, phục vụ nhân dân trong bản, trong xã, cũng như khách du lịch khi đến tham quan trải nghiệm tại địa phương. Bên cạnh đó, duy trì phát triển vườn cây quả mang lại thu nhập ổn định từ 500 đến 600 triệu đồng mỗi năm. Từ khi là thực hiện năng có năng không thì gia đình nhà tôi thì rất là có phát triển kinh tế và trồng cây đọ cây mận. Bây giờ thì nhà cửa thì rất là đẹp, khang trang hết rồi. Con gái thì lớn hết rồi thì yêu nghề gì thì cứ tự do thôi. Thích nghề gì thì đi học đầy đủ. Trước kia thì bà con thì về phát triển kinh tế thì cũng không áp dụng vào kỹ thuật và sản xuất. Thì cũng thiếu thốn rất là nhiều. Con cháu thì cũng không được
hành, cơn uống không ăn no, không đủ no và không đủ ấn. Mà hiện tại bây giờ là áp dụng về cam kết năng có năng không thì bà con cũng phát triển kinh tế và ổn định, và gia đình hạnh phúc, và con cháu thì học hành cũng đầy đủ và cơm thì cũng đủ no. Với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, nhiều bản đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công và hiến đất để xây dựng các công trình hạ tầng, nhất là đường giao thông liên bản, nội bản. Đến nay, 93% bản dân tộc Mông trên địa bàn có đường bê tông đến bản, giúp nhân dân đi lại và giao thương hàng hóa được thuận tiện, dễ dàng, tạo nên diện mạo nông thôn mới và ngày càng nối dài niềm tin của nhân dân với Đảng. Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà rột nát cho nhân dân cùng với sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, huyện đã tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Công an, hoàn thành xóa 1.244 nhà rột nát, nhà tạm, trong đó có 384 nhà cho hộ là đồng bào dân tộc Mông. 100% bản được sử dụng điện lưới quốc gia, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt sản xuất của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, không còn tình trạng tái trồng cây thuốc viện, số vụ liên quan đến ma túy, tệ nạn xã hội giảm dần qua các năm. Trong những năm qua thì công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc và thực hiện cái nội dung bản cam kết năng có năng không với đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn xã Long Luông thì luôn được quan tâm chú trọng đặc biệt. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo thì giảm xuống còn 18%. Trước kia thì cái địa bàn xã Long Luông là cái địa bàn mà trọng điểm về ma túy. Tuy nhiên là sau khi được các cái lực lượng chức năng vào cuộc rất là quyết liệt, do đó là các cái đối tượng buôn bán ma túy đến hiện tại bây giờ thì cũng đã giảm dần xuống. Tuy nhiên, bên cạnh những đổi thay tích cực, việc thực hiện nội dung cam kết năm có năm không trong đồng bào dân tộc Mông ở huyện Vân Hồ vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Đó là tập quán canh tác của bà con, một số nơi vẫn theo lối truyền thống, chưa áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Là thực trạng tảo hôn, sinh con thứ ba trở lên vẫn còn khá phổ biến. Là tình trạng tái mù chữ, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa biên giới. Đó là một bộ phận người Mông vẫn còn vướng vào tệ nạn ma túy, v.v. Đây là những trăn trở và cũng là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nội dung bản cam kết năm có năm không thực sự đi vào cuộc sống, làm thay đổi đời sống đồng bào Mông theo hướng tích cực. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo quản lý của chính quyền, tiếp tục triển khai, thực hiện nội dung bản cam kết năng có năng không gắn với việc thực hiện quy ước, hương ước ở các bản, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn để góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Dẫu còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, nhưng không thể phủ nhận những đổi thay sau triển khai thực hiện nội dung bản cam kết năm có năm không trong vùng đồng bào dân tộc Mông ở Vân Hồ đã góp phần hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Đến các bản đồng bào dân tộc Mông ở Vân Hồ hôm nay, những tuyến đường đất đã và đang được thay thế bởi những tuyến đường bê tông trải dài. Những nương đồi khô cằn sỏi đá được phủ một màu xanh của hoa trái. Trẻ em tung tăng đến trường trong niềm vui hân hoan. Điều này một lần nữa khẳng định chủ trương đúng đắn phù hợp của Đảng, Nhà nước với tâm tư nguyện vọng của nhân dân nhằm phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm thất bại âm mưu lợi dụng diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở Nguyễn Văn Hồ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.